Để pháp trận cấp cao nhất của ngươi cho ta luyện hóa, để ta dùng đi. Đây là gì? Chiếu. Hấp thu. Ai bảo thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại đến chứ? Cùng thần tượng đó đến vạn xà khu chết đi. Ai bảo các ngươi đều hống hách như vậy, khiến ta không thoải mái chứ? Thần tượng cũng bị nhốt rồi. Có lẽ ta có thể quan sát trước, chờ gặp được thần tượng mới nói. Chúc mừng điện chủ, giống độc này thành công tròn vào trong cơ thể của Tần Nam. Năng lượng thánh thạch trong cơ thể của hắn có thể không ngừng bị điện chủ hấp thu rồi. Chúc mừng điện chủ. Năng lượng thánh thạch này ngay cả vực chủ lão nhi cũng xem như là chân bảo, chân quý hơn mọi tài nguyên. Có năng lượng thánh thạch thì ta có thể mau chóng đạt đến cảnh giới thần quân. Đến lúc đó cả Độc Long Điện có thể trở thành thế lực đứng đầu ở Nguyên Dương vực. Chỗ này gần giống với phệ linh điện của vực chủ lão nhì, đều là nơi ép khô linh khí trong cơ thể của võ giả. Soái ca, cậu lại không sao? Cô nà, cạnh mặt đẹp thật. Tôi tên là Tiêu Tịnh, là thần tượng của Nguyên Dương Thánh Thánh. Vốn muốn đến đây hỏi về độc thuật, không ngờ lại bị họ ám toán, rơi vào cảnh này. Ta tên là Tần Nam. Mỹ nữ, cô yên tâm đi, giao cho ta dẫn cô ra ngoài. Vậy thì cảm ơn soái ca nha. Ngay cả âm thanh cũng hay như vậy, chắc chắn thật sự là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Chỉ bằng ta lên trước nhìn kỹ. Người này lại đô con như vậy, thật lợi hại. Tần công tử, họ trong giống độc trong đan điền của ta. Bây giờ ta rất yếu, ngươi có thể kéo ta lên không? Ta cũng muốn đỡ cô lên, nhưng lão lớn của ta có cách nghĩ của nó đang kháng cự. Không đúng, mình còn phải nhờ cô ấy giúp mình đúc phần thiên kiếm, mình phải xây dựng quan hệ tốt với cô ấy. Tôi đỡ cô lên. Chuyện gì thế này, mình lại kéo không nổi cô ấy. Tấn công tử, không ngờ người chủ động như vậy, thật làm tôi có chút e thẹn đó. Cái đó Tiêu cô nương, tôi vẫn muốn đến sạp thợ rèn để tìm cô đúc kiếm cho ta, không ngờ cô lại đến đây, cho nên ta vẫn là cứu cô ra trước đi. Thì ra Tần công tử ngàn dặm xa xôi đến đây chính là vì tìm ta. Không phải, ta vừa đúng lúc đến Độc Long Điện này cũng có chút việc cần giải quyết. Có duyên thuyên lý nai tương hội, Tần công tử có thể gặp ta ở đây, đó là định duyên trời định. Chi bằng chúng ta ở đây kết hôn đi. Cái gì? Không không không. Tần công tử đáng yêu thật, ta đùa thôi, phản ứng lớn như vậy làm gì? Yêu cô nương, chúng ta vẫn là làm chuyện chính quan trọng đi. Ta giải trừ giống độc trong đan điền của cô trước, chúng ta mới nghĩ cách ra ngoài. Được, vậy thì phiền cậu rồi. Quả nhiên, trong cơ thể của Tiêu Tịnh này cũng có một con rắn trắng giải phóng giống độc, hấp thụ linh khí trong cơ thể của võ giả. Cảnh giới thần quân, đến lúc đó cả Độc Long Điện này có thể trở thành thế lực đứng đầu Nguyên Dương vực. Xong rồi. Giống độc trong cơ thể đã loại trừ sạch sẽ rồi, bây giờ chúng ta nghĩ cách ra ngoài. Vị trí bây giờ của chúng ta có lẽ là trong cơ thể của cự xà Độc Long Điện. Nếu có thể nhốt chúng ta vào, đương nhiên cũng có thể nhổ chúng ta ra. Ồ, Tiêu cô nương có cách tốt, xem tôi đi. Cái này tường nún sâu vào rồi. Đây không phải là bức tường quân chân chân chính, mà là huyết thịt của con cự xà này.
dưới đất của cả Độc Nông Điện thật ra là xào huyệt của quân cự xà này. Chờ đi, chúng ta rất nhanh có thể ra ngoài rồi. Chuyện gì thế này? Vạn Độc Nông tại sao lại đột nhiên rung động? Điện chủ, Tần Nam vừa bị Vạn Độc Nông nuốt chửng. Vạn Độc Nông này đã bắt đầu bạo động, chẳng lẽ là do Tần Nam làm? Không thể nào, Tần Nam và thần tượng này đều bị chúng giống động. Sớm đã mất đi sức lực phản kháng, sao có thể khiến cho Vạn Độc Nông này bạo động? Ơi, nước miếng này ghê tởm quá đi. Độc Nông Điện các người, sao cứ phải nuôi mấy thứ kỳ lạ này? Theo tôi thấy, chỉ bằng diệt Độc Nông Điện này đi, cũng xem như là trừ hại cho dân. Hai người các ngươi lại đả thương Vạn Độc Nông của ta, các ngươi chết chắc rồi. Giết họ. Tần Nam, chúng ta đánh không lại phải làm sao? Vậy chúng ta giết con đàn bà này. Lên. Người này lại mạnh như vậy. Đừng để tiểu đệ của cô lên nữa, đích thân cô ra tay đi. Các người quá đáng quá. Điện chủ của Độc Nông Điện này, Độc Thiên Nha, thực lực ở mức chuẩn thần cảnh bát trùng. Cự xa này nghe là thực lực cao hơn cả Độc Thiên Nha. Bát trùng mà thôi, chuyện nhỏ. Cho dù hai người họ cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Khẩu khí lớn thật. Bây giờ ta để các ngươi biết cái gì phải trả cho sự hống hách. Độc thuật mạnh thật. Độc khí này lại ngưng thành thật chất. Cái gì? Tiểu cô nương, trong chiến đấu, ngươi lại còn có tâm tư lo lắng cho an nguy của người khác. Đây là sự sỉ nhục ở trong chiến đấu, sự sỉ nhục đối với võ giả. Ngươi thật là phiền phức. Thực lực của Tiêu Tịnh chắc không thấp, cô ấy chắc chắn có thể giải quyết quân cự xà này. Phong ấn giải trừ. Đấm này của ngươi nhẹ tênh, đánh người không đau chút nào. Ơi, đấm của ta trước giờ không phải dựa vào sức mạnh, mà là dựa vào độc. Độc khí thâm nhập. Mỗi một quyền của ta đều đem lượng lớn khí độc phong ấn trong cơ thể của ta đưa vào máu thịt của người. Độc khí trên tay của người sẽ từ từ chạy khắp huyết quản và kinh mạch của người, cuối cùng đi khắp cơ thể. Cuối cùng số độc khí này sẽ bị ta dẫn nổ. Đây chính là công pháp cấp đỉnh của ta, thuật độc bạo. Tần Nam, ngươi còn gì ngôn gì? Ngươi không giết được ta bởi vì trong cơ thể của ta có năng lượng thánh thạch ngươi cần. Nếu ta chết rồi thì ngươi không lấy được gì nữa. Ngươi quá ngây thơ rồi. Độc Nông Điện của ta tuy tinh thông độc thuật, nhưng độc thuật này cũng lý với y thuật, cho nên Độc Nông Điện của ta cũng không thiếu thủ đoạn hồi sinh. Ta không những có thể để ngươi chết, càng có thể bảo quản thi thể của ngươi hoàn chỉnh sau khi ngươi chết. Đến lúc đó, ta vẫn có thể hấp thụ năng lượng thánh thạch trong người của ngươi. Hấp dẫn. Vậy ngươi nổ đi, ta đứng đây không cử động. Động một bước xem như ta thua. Thật tưởng ta không dám, thật độc bạo. Sao lại như vậy? Thuật độc bạo này của ta một khi thi triển thành công, thậm chí có thể làm trọng thương cường giả thần quân cảnh. Ngươi sao lại không sao? Ta có thần dương liệt nhật ở trong người. Chỉ cần thứ mang linh khí vào trong cơ thể của ta đều sẽ bị liệt diệm nhật. Liệt diệm nhật này luyện hóa hấp thu, độc khí của ngươi cũng là linh khí hóa thành. Bây giờ đã bị ta hấp thu sạch rồi, thậm chí còn tăng thêm nồng độ linh khí trong cơ thể của ta. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Đây chính là linh thú chấn điện của Độc Nông Điện các ngươi sao? Cũng chỉ có vậy thôi. Tiêu rồi, điện chủ đánh không lại Tần Nam, ngay cả Vạn Độc Nông cũng bị một chiêu giết chết. Độc Nông Điện chúng ta hôm nay tiêu rồi. Ơi, hai chúng ta tiêu rồi. Ngay cả Vạn Độc Nông cũng bị bại rồi.
là ta thua rồi. Thứ các ngươi muốn ta đều cho. Đây là thuốc giải của Nhậm Thiên Thu, công chủ các ngươi. Đây là toàn bộ bản sao chép công pháp độc thuật của Độc Long Điện ta. Vậy thì đa tạ. Sau này nếu còn nhắm vào Ám Mang Thần Cung của ta, ta sẽ diệt sạch toàn bộ đệ tử trên dưới của Độc Long Điện các ngươi, hiểu chưa? Dạ, dạ. Độc Long Điện sau này tuyệt đối không ra tay với Ám Mang Thần Cung nữa. Tần Nam, cậu có phải còn cần tôi giúp cậu đúc lại phần thiên kiếm hay không? Nếu vấn đề đều giải quyết rồi, vậy chúng ta mau bắt đầu đi. Vậy thì không mượn phòng luyện khí của Độc Long Điện các ngươi dùng một chút, chắc không thành vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Các ngươi cứ dùng, cần vật liệu gì cũng có thể hỏi ta. Vậy được, ta cảm ơn trước. Ám Mang Thần Cung, Tần Nam, nếu để ta tìm được cơ hội, ta nhất định là sẽ chính tay giải quyết các ngươi. Tiểu cô nương, đây là thần vận phù, phù thạch ta có được, không biết có thể dùng làm vật liệu đúc lại phần thiên kiếm của ta hay không? Đây chẳng phải là phần thưởng dài nhất ở trong đại hội vạn tông hay sao? Xem ra thực lực của cậu không tệ. Cô biết phần thưởng này? Phải đó, phần thưởng hạng nhất của mấy chục chiến khu đều là loại thần vận phù thạch này. Ta thấy nhiều rồi. Ta còn tưởng là thứ chân quý gì. Vực chủ não nhi này cũng keo kiệt quá rồi. Nhưng cậu đưa ra ý nghĩ này rất là hay. Tuy lúc trước ta chưa từng thử qua lấy thần vật phù thạch này làm lại vực liệu đúc lại, nhưng đáng để thử. Trước tiên ta cần đem thần vật phù thạch này dung luyện ở nhiệt độ cao, biến thành trạng thái có thể đúc. Thứ hiện giờ tiêu cô nương dùng có lẽ là mệnh hồn chi hỏa trong mệnh cung phải không? Đúng vậy. Mệnh hồn chi hỏa là sinh mệnh chi hỏa của võ giả, đại diện cho năng lượng linh khí thuần túy nhất, không phải là phàm tục chi hỏa có thể sánh được. Được lắm, cây búa này đủ lớn, đủ cường hãn, nghe là đã vượt qua hoàng gia rồi nhỉ. Cây búa thiết tượng này là tác phẩm ta hài lòng nhất, là vũ khí đế gia trung phẩm. Tiếp theo ta phải đem phần thiên kiếm và thần vận phù thạch này dung hòa với nhau. Được lắm, lực đạo mỗi búa đều chấn động thiên địa. Yêu tịnh này là có thể đối kháng với Giáp Văn Nhược. Đây là chuyện gì vậy? Chế tạo vũ khí có thể phát ra năng lượng đáng sợ như vậy sao? Điện chủ, thần tượng này chúng ta không chọc nổi. May mà người không ghi thù, nếu không Độc Năng Điện của chúng ta hôm nay xong rồi. Thành rồi, lại là một đế gia trung phẩm. Yêu cô nương quả nhiên là thần tượng thánh thành, nhẹ nhàng đúc ra được vũ khí đế dài. Lúc nãy ta còn chưa phát hiện, nhưng trải qua những cái vỗ đánh của ta đem năng lượng huyết khí giấu sâu ở trong phần thiên kiếm kích phát ra rồi. Năng lượng huyết khí này vô cùng cuồng bạo. Ấy, yêu cô nương cẩn thận. Tần Nam, giao cơ thể của ngươi ra, ta có thể giúp ngươi giết vực chủ, giải cứu người thân của ngươi, giải cứu người thân yêu của ngươi. Chuyện của ta do ta hoàn thành, ngươi là cái thứ gì chứ? Khoan hãy vội, ta sẽ để ngươi thấy sức mạnh của ta. Tần Nam, cậu sao vậy? Năng lượng này Yana có thể sánh với vực chủ. Xảy ra chuyện gì rồi? Trời, Tần Nam này sao vậy? Tẩu hỏa nhập ma rồi. Khí thế của hắn rất là đáng sợ, gần như đã mất đi lý trí. Các ngươi cẩn thận. Tần Nam, ngươi lỗ điên gì? Tuy ta từng kiếm chuyện với ngươi ở trong thánh thành, nhưng không đến mức giết ta đấy chứ. Nguyệt, Nguyệt ta. Ta không sao.
mau. Vạn độc thiên sát trận của Độc Long Điện các người chẳng phải lợi hại lắm sao, mau dùng đi. Muốn bị đánh chết hay sao? Mau, ba chúng ta cùng nhau. Vạn độc thiên sát trận. Trong không gian thần thức, mấy người này rất thú vị, ta đều không nhẫn tâm giết họ rồi. Thả họ đi. À, thả. Ta đường đường là phần thiên tri thần, là thần giết chóc thành tính, sao có thể tùy tiện thả người? Phần thiên tri thần là thứ gì? Thời thượng cổ, ta và tu na tri thần đại chiến, không ngờ tu na thần này dùng chiêu hiểm, phong ấn ta ở trong phần thiên kiếm này. Ta bị trói trong thân kiếm này cả ngàn vạn năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể đoạt cơ thể của người, quay lại thế gian. Bây giờ tu na thần ở đâu, ta nhất định là phải giết hắn, phong ấn trong phân chó. Tu na thần chẳng lẽ, ngươi chỉ là huyết mạch tu na ở trong cơ thể ta? Huyết mạch, các ngươi lại vô tri đến mức này, nguyên hồn của thượng cổ tri thần, xem là thứ cấp thấp như huyết mạch. Bỏ đi, mặc kệ mấy thứ này trước, mau nói hắn ở đâu, ta phải giết hắn. Ồ, hắn ở trong vòng mặt trời phía sau ta. Đây, đây là thần dương điệp nhật. Ngươi lại biết tên của nó? Sao có thể không biết chứ? Là con người đều biết có. Là con người đều biết có được không? Thần dương liệt nhật này có thể luyện hóa vạn vật, bao gồm nguyên hồn của thần. Cho nên ngươi đến cưỡng chế thuyết giải hay sao? Lão đại, xin bỏ qua, đừng luyện hóa ta. Ta có thể vậy, về lại trong phần thiên kiếm, ngoan ngoãn ở trong đó. Tần Nam này lại lĩnh ngộ được trí cao đại đạo, đáng sợ thật. Thì ra phần thiên tri thần này sợ ta dùng thần dương liệt nhật này để hóa, luyện hóa cô ta. Cô ta như vậy chẳng phải là trực tiếp nói cho ta biết nhược điểm chí mạng hay sao? Ngại quá, ta không đồng ý. Ngươi đừng quá đáng quá. Luyện, không. Trong thần dương liệt. Chán quá đi. Bao ngày, sao ngày nào cũng là hai ta ngồi nhìn nhau vậy? Sao không thể nào thêm một người vào? Đừng vội, rất nhanh sẽ có người đến. Phần thiên tri thần, cô cũng vào rồi. Yo, phần thiên tri thần bị ta phong ấn ở trong phần thiên kiếm, tưởng hôm nay cuối cùng cũng sắp thấy được mặt trời, không ngờ lại bị nhốt lại rồi. Tu na tri thần, ngươi phong ấn ta ở trong phần thiên kiếm lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có thể báo thù rồi. Ấy, linh lực của ta đâu, linh lực trong cơ thể ta đâu? Với chút sức đi, bọn ta bị thần dương liệt nhật này hút vào, còn không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị luyện hóa. Vùng vẫy vô dụng thôi. Không được, ta phải ra ngoài, ta không muốn bị luyện hóa. Chuyện gì thế này? Sao ta lại quay về rồi? Đồ ngô, ta nói rồi, ngươi không ra được đâu. Từ bỏ vùng vẫy, ở đây làm cáo mạng không tốt hay sao? Ngươi chẳng phải là chiến thần quét ngang thiên địa hay sao? Bây giờ sao nói ra những lời nhu nhược như vậy? Chẳng lẽ ngàn vạn năm qua đi, bây giờ ngươi giống như là con chó mất nhà, ngay cả bản năng chiến đấu cũng quên rồi sao? Ngươi đúng là đồ ngu. Mẹ nó, hôm nay nhất định là phải đánh người. Được rồi, đừng ngồi nữa, để ta nói cho cô biết. Sau khi bị thần diên liệt nhận này hấp thu luyện hóa, thần cách của chúng ta không bị hủy diệt, ngược lại sẽ có được cuộc sống mới. Ngược lại là cô, nếu cưỡng chế từ trong cơ thể của Tần Nam ra ngoài, thì sẽ lập tức thần cách bị hủy, thế giới này sẽ không còn phần thiên tri thần nữa. Bị luyện hóa ngược lại, có được cuộc sống mới. Cô đây là đang đùa à? Xem tôi là kẻ ngốc hay sao? Nhưng đối với thượng cổ tri thần bọn ta mà nói, thần dương liệt nhật này chỉ có thể luyện hóa ra tâm ma trong thần cách của bọn ta. Chờ tâm ma loại trừ, thần cách thuần khiết, thì bọn ta sẽ có được cuộc sống mới. Chẳng lẽ ngươi đã quên, thượng cổ chúng thần chúng ta rơi xuống hạ vực chính là vì bại ở chỗ tâm ma hay sao? Tâm ma? Ta hiểu rồi, bắt đầu từ bây giờ, giống như các ngươi ở trong thần dương liệt nhật, chờ giây phút tâm ma bị luyện hóa. Nhưng
chúng ta phải chờ đến bao giờ mới có thể bị thần dương liệt nhận này luyện hóa? Nhìn thấy viên đá trên bàn hay chưa? Trong thần giới xuất, trong thần giới hiện tại, được xưng là thánh thạch. Tần Nam bây giờ còn chưa hấp thu luyện hóa thánh thạch này, thậm chí còn có nguy hiểm nổ chết. Cô cảm thấy chờ mấy thần như chúng ta bị luyện hóa hấp thu cần bao lâu? Một viên thánh thạch nhỏ bé lại còn chưa bị luyện hóa hấp thu, Tần Nam này cũng yếu quá đi. Chúng ta phải nghĩ cách mau chóng nâng cao thực lực của Tần Nam. Như vậy tốc độ cậu ta thông qua thần dương liệt nhật này luyện hóa hấp thu của chúng ta sẽ càng nhanh hơn, chúng ta cũng sẽ có được cuộc sống mới nhanh hơn. Cho nên các người đều giúp hắn cái gì rồi? Từ lúc hắn bước lên con đường võ đạo, ta đã đang giúp hắn từ hạ giới nay đến thần giới. Điều đó là công lao của ta. Ta giúp hắn hấp thu ngũ hành linh khí, hấp thu thánh thạch, thậm chí còn gián tiếp giúp cho hắn mở ra thiên đạo chi môn, gặp được thiên đạo chi tử, lĩnh ngộ đại đạo. Vậy với sức mạnh của ta có thể hóa thân trở thành vũ khí của hắn, tiếp tục dùng thân phận của phần thiên kiếm để giúp hắn. Thần dương liệt nhật này lại có thể hấp thu thượng cổ phần thiên chi thần, quả thật lợi hại. Theo lý nói, huyết mạch tu na lúc trước của ta, ngũ hành chi thể, thánh thạch có lẽ cũng đều bị hút vào trong thần dương liệt nhật. Năng lượng thánh thạch và thần chi nguyên hồn lớn mạnh như vậy đều có thể lưu giữ ở trong thần dương liệt nhật này. Chẳng lẽ không ngờ trong thần dương liệt nhật này còn có một cung điện lớn như vậy? Chẳng lẽ ta không lổ chết? Tu na chi thần, ngũ hành chi thần, phần thiên chi thần, đây chính là danh hiệu của họ hay sao? Không biết là ta có thể vào trong cung điện này không? Cung điện vàng. Tần Nam, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tiền bối tu na thần, lúc trước ở trong chiến đấu lớn nhỏ ta đều gặp hư ảnh của người, bây giờ cuối cùng cũng gặp được chân thân của người rồi. Như vậy nói ra, thật ra chúng ta cũng xem như là chiến hữu nhiều năm, cùng sánh vai chiến đấu. Ta còn tưởng là ngũ hành chi thần này sẽ là năm vị tiền bối, không ngờ lại là một người. Ngũ hành tương sinh tương khắc, vốn chính là một thể, ta đương nhiên là một vị thần rồi. Và lại, ta còn phải cảm ơn cậu, đem huyết mạch ngũ hành dung hợp làm một, bớt đi không ít công sức của ta. Phần thiên kiếm hai lần nát là lỗi của ta, mong phần thiên chi thần lượng thứ. Tần Nam này không những đẹp trai còn rất là lễ phép. Không sao không sao, bây giờ cậu không chê ta, ta đã phải cảm ơn cậu rồi, làm dám trách tội cậu cơ chứ. Hơn nữa làm gì có bảo kiếm không gãy, sau này càng mài càng bén. Tần Nam, sau này bọn ta sẽ tiếp tục giúp cậu tu hành. Chờ cậu đủ lớn này, có thể luyện háo thần cách tâm ma của bọn ta sẽ có được cuộc sống mới. Ta hiểu, ngày sau mong các tiền bối chiếu cố thêm. Tiền bối tính không ít, với thiên phú của cậu, sớm muộn sẽ vượt qua bọn ta, sau này chúng ta cùng sánh vai tác chiến, chăm sóc nhau đi. Tần Nam, sau này cùng quan tâm chăm sóc cho nhau. Chiếu cố nhau. Phần tiên tri thần, cô còn ngây ra làm gì? Tần Nam, sau này chiếu cố thêm. Phần thiên nấu rượu tu na đạo, giết tận thiên hạ loại chó heo. Thần trí của ta đã tỉnh táo rồi, các người có thể giải trừ phong ấn rồi. Lâu không gặp phần thiên kiếm. Phần thiên kiếm này lại từ đế gia trung phẩm đột nhiên biến thành đế gia cực phẩm. Lúc nãy rốt cuộc nào đã xảy ra chuyện gì? Giải trừ phong ấn, mở đi, mau. Nhân hắn bị phong ấn, giết hắn. Tần Nam, ta từng nói, một khi để ta tìm được cơ hội, ta nhất định là phải giết người. Dạ. Cho các ngươi cơ hội sống rồi, sao không biết trân trọng vậy chứ? Lên.
chiêu khiến thế gian đều là hoa lệ mà không thật. Mà kiếm pháp chí cường này chỉ cần chiêu thức đôn hậu nhất. Phần thiền bổ. Một kiếm giết người, một kiếm đoạn sơn hà, thực lực như vậy, thậm chí có thể quyết cao thấp với vực chủ rồi. Thế gian này không còn độc nông địa nữa. Thần Nam, từ nay về sau, ta chính là phần thiên kiếm trong tay của người. Nếu lúc cần dùng, dùng ý niệm là có thể triệu hồi ta ra. Phẩm giai và sức mạnh của phần thiên kiếm cũng sẽ theo cảnh giới của người mà cùng nâng cao. Đa tạ nhà phần thiên tri thần. Tiểu cô nương, đa tạ cô đúc lại phần thiên kiếm cho ta. Bí mật của cậu không ít. Phần thiên kiếm là đế giai trung phẩm, mà cậu tự mình lại đem nó biến thành đế giai cực phẩm. Năng lượng khí huyết ở trong phần thiên kiếm đã bị ta luyện hóa, cho lên phần thiên kiếm mới nâng cao phẩm giai chăng. Chỉ có thể tùy tiện bịa ra lý do cho cô ấy nghe rồi, cũng không thể nào đem chuyện ta hấp thu phần thiên tri thần nói với cô ấy chứ. Cũng đúng, thế gian này binh khí giết người không ít đều tồn tại lưu tà và khí oán khí, chúng tích tụ càng lâu uy lực càng lớn. Một khi bị thanh trừ đi thì có thể nâng cao phẩm cấp của binh khí. Cậu đây cũng là bình thường. Được lắm, vậy cũng cho qua được. Được rồi, nếu chuyện của chúng ta đã làm xong rồi, vậy chúng ta cũng đến lúc chia tay rồi. Dù sao ta xem cậu chắc chắn là không còn không ít chuyện cần xử lý. Tiểu cô nương đúng là người tỉ mỉ, ta quả thật có không ít chuyện phải về ám mang thần cung xử lý. Ta phải mau đem nguyên dương đan luyện chế xong và thuốc giải mang đến ám mang thần cung. Mới đến cuộc hẹn gặp vực chủ não nhì. Nếu vậy thì chúng ta có duyên lại gặp, ta ở thánh thành thần tượng các. Tiểu cô nương có duyên gặp lại. Nếu thân hình có thể sánh với mặt thì tốt rồi. Tần Nam, huynh về rồi. Cậu không sao chứ? Ta không sao, thuốc giải của công chủ ta đã tìm thấy rồi. Công chủ bây giờ ở đâu? Công chủ, ông ấy. Chuyện gì công chủ sao rồi? Công chủ vào lúc chúng ta tham dự đại hội vạn tông đã bùng phát cổ độc qua đời rồi. Đây, sao lại vậy? Công chủ sợ ảnh hưởng chúng ta phát huy nên không nói tin này với chúng ta. Dẫn ta đến trước mộ của công chủ đi. Ta muốn tế bái ông ấy. Não già ông, ta đã tìm được thuốc giải thay ông rồi. Ông lại không chống đỡ được. Ông yên tâm đi. Độc nông điện đã bị ta diệt rồi. Thù của ông cũng xem như là được báo. Ông ở bên đó có thể yên tâm rồi. Ám mang thần cung ta cũng sẽ thay ông bảo vệ thật tốt. Tần Nam, họ đây nè. Xin Tần Nam đảm nhiệm công chủ mới của ám mang thần cung. Xin Tần Nam đảm nhiệm công chủ mới của ám mang thần cung. Ý tốt của các người ta nhận rồi, nhưng ta không thể đảm nhiệm. Tại sao? Tần Nam đại ca, huynh rõ ràng là đoạt được hạng nhất của chiến khu thứ 10 cho ám mang thần cung. Vì thần cung lấy được lượng lớn tài nguyên, năng lực như vậy đủ đảm nhiệm vị trí công chủ rồi. Phải đó, huynh còn đem 2.000 viên nguyên dương đan mang về thần cung. Mang về thần cung chia đại ân đại đức của huynh, không gì nào báo đáp. Xin hãy đảm nhiệm vị trí công chủ đi. Tự ta còn chuyện quan trọng chưa xử lý xong. Người thân của ta còn ở hạ giới vất vả khổ sở không thể nào gặp ta. Ta không có tâm tư quản lý một thế lực thần cung. Xin bác vị, đây, và lại. Đoạn được thành tích hạng nhất ở chiến khu thứ 10. Chỉ dựa vào mình ta là không thể nào làm được. Đây còn có nhờ Mạc Dạ Vũ và Lăng Lạc cùng chiến đấu với ta. Công của họ cũng rất lớn. Ta ở đây tiến cử Mạc Dạ Vũ, do cô ấy đảm nhiệm vị trí công chủ. Cô ấy không những tâm tư tỉ mỉ, phương thức xử lý bình tĩnh chững chạc, càng thức tỉnh huyết mạch thần thú tam thanh điểu. Ta tin cô ấy dẫn dắt ám mang thần cung, chúng ta nhất định là có thể có ngày lên cao, trở thành thế lực hạng nhất ở nguyên dương vực. Huyết mạch thần thú tam thanh điểu
Nói như vậy, Mạc Dạ Vũ nhất định là có thể trở lên rất mạnh, có thể bảo vệ cho ám mang thần cung của chúng ta, thậm chí dẫn thần cung của chúng ta trở thành hạng nhất. Phải đó, Tần Nam nói không sai, Mạc Dạ Vũ quả thật là một người thích hợp để đảm nhiệm vị trí cung chủ. Các vị có đồng ý với ý kiến của ta hay không? Chúng tôi đồng ý. Ngoài ra, ta còn muốn tiến cử Ngân Nàng đảm nhận vị trí trưởng lão. Tuy cảnh giới của cô ấy thấp hơn Mạc Dạ Vũ một chút, nhưng ngộ tính của cô ấy cực cao. Chỉ cần chỉ điểm, nay đã có thể lợi dụng tinh thần lực khống chế phi đao. Tương lai không xa, ta tin cảnh giới của cô ấy nhất định là sẽ ngang bằng với Mạc Dạ Vũ. Với tài năng của cô ấy, đảm nhận vị trí đại trưởng lão là dư thừa rồi. Các vị có cùng ý hay không? Chúng tôi đồng ý. Bái kiến công chủ, bái kiến đại trưởng lão. Tần Nam, cậu đây nè. Bái kiến công chủ, bái kiến đại trưởng lão. Bái kiến công chủ, bái kiến đại trưởng lão. Từ nay về sau, ám mang thần cung phải phiền hai vị rồi. Tần Nam, cậu yên tâm, bọn ta nhất định là quán triệt tư tưởng đệ tử thần giới và đệ tử hạ giới bình đẳng. Bảo vệ tốt ám mang thần cung, dẫn thần cung trở thành thế lực đứng đầu của Nguyên Dương vực. Tần Nam, yên tâm đi, ta nhất định là tận tâm hỗ trợ chị Dạ Vũ, cùng cố gắng với chị ấy. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Ta có thể yên tâm đi hoàn thành chuyện của mình rồi. Tần Nam nhất định là phải bình an trở về. Nếu vực chủ tổn thương cậu, ta nhất định là sẽ dẫn đệ tử của cả cùng giết nên thánh thành báo thù cho cậu. Tần Nam, ta nhất định là cố gắng tu luyện đuổi kịp huynh. Huynh nhất định là phải an toàn sống tiếp đó. Hai người yên tâm, ta bây giờ rất có lòng tin với thực lực của mình. Vực chủ đó gặp được ta, e cũng phải sợ đế quỳ xuống. Ta có ba vị thần thượng cổ chi thần giúp đỡ, đắc đạo đa trợ, vực chủ đó sao có thể sánh với ta. Bọn ta tin huynh. Hai người buông ra chút, ta sắp không thở nổi rồi. Bên dưới nhiều đệ tử như vậy nhìn kìa. Ngại quá. Là bọn ta đã quá kích động rồi. Được rồi, chuyện ta nên làm đều đã làm xong rồi. Ta lên đến thánh thành rồi. Các vị, sau này gặp lại. Chị Dạ Vũ, chị thích Tần Nam hay không? Ta sao lại? Thích chứ? Quả nhiên, vực chủ đã từ ma vực đổi được thánh thạch về rồi. Nhưng nói đi nói lại, cách ăn mặc này của mình nhìn sao cũng cảm thấy không ổn nhỉ. Cậu dị dung một chút, trà trộn vào võ giả tháp nhọn, như vậy vực chủ sẽ không nhận ra cậu. Theo kế hoạch hành sự, nghe nói nát nữa vực chủ sẽ mời chúng ta đó. Phải đó, mỗi lần sau khi đại hội vạn tông kết thúc, vực chủ đều sẽ mời các đại diện của các thế lực hạng nhất. Không chỉ như vậy, mỗi lần sau khi tiệc mời kết thúc, vực chủ còn sắp xếp các vị đến vị trí thích hợp ra sức cho vực chủ. Nói như vậy, chúng ta không cần thế lực ban đầu nữa, có thể đích thân ra sức cho vực chủ rồi. Đương nhiên, ra sức cho vực chủ có thể có được tài nguyên hậu hĩnh hơn. Đây là chuyện mà toàn bộ võ giả Nguyên Dương vực đều mơ có được. Trước tiên, chúc mừng các vị đã đạt được hạng nhất của chiến khu của mình. Thực lực của các người bọn ta đều thấy, mong các vị tiếp tục cố gắng vì sự lớn mạnh của Nguyên Dương vực chúng ta. Dù sao trước có ma vực chinh chiến không ngừng, sau có thù vực nhìn ngó, Nguyên Dương vực còn cần mọi người cùng nhau bảo vệ. Do đó, vực chủ đích thân bày tiệc chiêu đãi các vị, mời các vị vào dự tiệc. Đi. Trong ly rượu của cậu không có độc. Lát nữa, vực chủ giải phóng đại trận bắt các võ giả, chính là lúc sức mạnh ở trong cơ thể hắn thấp nhất. Nhân cơ hội đó chúng ta cùng nhau ra tay. Ta biết rồi. Chờ lúc Tần Nam và vực chủ cùng bị đả thương, chính là thời khắc giáp văn nhược ta trở thành vực chủ mới của Nguyên Dương vực.
Huynh đệ, ngươi nói sao bên dưới chúng ta có một đại trận vậy? Trong tháp nhọn này là nơi ngày thường vực chủ tu luyện, có mấy trận pháp hỗ trợ cũng là chuyện bình thường. Cậu thật là thấy gì cũng lạ, từ đại lục hạ giới nên phải không? Phải phải, là tôi hiểu biết hạn hẹp rồi. Trận pháp này rõ ràng là dùng để khống chế toàn bộ võ giả ở đây nập ra, nhưng bị vẽ trên mặt sàn lớn như vậy, và lại còn phải đồng thời khống chế nhiều người như vậy, cho nên hiệu quả của trận pháp này đối với từng võ giả mà nói uy lực không lớn, thậm chí có võ giả cảnh giới cao một chút cũng không thể nào khống chế được. Cho nên vực chủ lão nhi này mới nghĩ ra chiêu hạ độc trong rượu. Độc trong rượu này có thể không chí mạng, nhưng lại có thể áp chế cảnh giới thực lực của võ giả. Như vậy thì võ giả ở đây đều sẽ bị đại trận dưới chân này hoàn toàn khống chế. Đáng tiếc, trong rượu của ta không có độc. Nếu bây giờ ta lộ ra toàn bộ thực lực, hắn nhiều nhất là đánh tay đôi với vực chủ, và lại có nguy hiểm lộ chết bất cứ khi nào. Như vậy quá không ổn định. Chờ vực chủ lão nhi này tự cho là kế hoạch đã thành, lúc tê dại sơ ý nhất ta mới ra tay. Ta ở đây chúc mừng các vị đạt được hạng nhất chiến khu của mình. Kính các vị. Tạ vực chủ. Toàn bộ võ giả ở đây đều uống rượu trong nì. Kế hoạch của ta đã thành công rồi. Tỳ nạ, sao cảm giác sau khi ta uống rượu linh khí trong người hỗn loạn, cảnh giới cũng thấp đi nhiều? Ta hình như cũng vậy. Linh khí đi loạn trong kinh mạch, hoàn toàn không chịu khống chế. Chuyện gì thế này? Chẳng phải nói rượu trong ly rượu của ta không có độc hay sao? Tại sao linh khí trong cơ thể của ta cũng bắt đầu rối loạn rồi? Vực chủ đại nhân, xin hỏi đây là rượu gì? Lại lặng như vậy. Đây là rượu lấy mạng các người. Cái gì? Các ngươi biến thành dưỡng chất của ta đi. Trời, tại sao trận pháp trói võ giả này đều ghê tởm như vậy? Không phải là rắn gì là xúc thì là xúc tua. Tần Nam cũng trúng độc rồi, sao có thể chứ? Ta rõ ràng. Có phải thế nào lắm không? Có phải rất kinh ngạc hay không? Tần Nam, các ngươi tưởng kế hoạch đạt thành này thì sao? Lại nằm trong chế khống chế của ta. Kiến, còn vọng tưởng đấu với trời. Đời này ta ghét nhất chính là kẻ phản bội ta. Ta xem ngươi như người của mình, đối xử với ngươi như con ruột. Tại sao phải liên thủ với một người ngoài đối phó với ta? Ngươi thật sự tưởng ta không biết kế hoạch của các ngươi hay sao? Con nắm quả trên vai của ngươi chính là con mắt ta để lại bên cạnh của ngươi. Ngươi giết hại tộc người ta, làm nhục độc hại mẹ ta, thu ta ở lại bên cạnh nợ dụng. Bây giờ còn không biết nhục nói với ta như con. Ngươi có biết hai chữ ghê tởm nên viết thế nào hay không? Tiểu tử thối, tiểu tử tốt, lại giấu thực lực trước mặt của ta. Không ngờ ngươi bây giờ lại là thần quân chi cảnh. Đáng tiếc, cho dù ngươi có thực lực thần quân chi cảnh, chẳng lẽ ngươi chỉ dựa vào mình ngươi là có thể trở thành kẻ địch với ta hay sao? Thần quân chi cảnh xem như là chân chính chạm đến ngưỡng thành thần. Trong đây đột phá một tầng cấp nhỏ đều phải trải qua một kiếp sinh tử, cho nên cả thần quân chi cảnh được xưng là thần quân cửu tử kiếp. Mỗi thành công trải qua một kiếp này, thực lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nay ta đã qua 3 kiếp rồi, sao có thể là người vừa vào thần quân chi cảnh như ngươi có thể sánh được? Không thử xem làm sao mà biết ngươi sẽ không bại trên tay của ta. Nhắm vào sự tự tin của ngươi, ta nhất định là sẽ cho ngươi chết thoải mái. Được lắm, hai tên này sao đánh nhau trước rồi? Mặc kệ, hấp thụ rượu độc trong người chúng trước rồi nói. Xong rồi, tiếp theo, ta ngồi sơn quan hổ đấu, chờ cho hai bên đều bị thương, ta mới ra tay cũng không muộn.
Cũng chỉ có vậy. Phân thân. Loại chiêu thức hoa hòe này thế đừng dùng nữa. Phải không? Cho dù đến thần quân cảnh cũng không thay đổi được nhược điểm chí mạng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi không đủ. Chiêu thức như vậy không đả thương được ta chút nào. Chiêu thức như vậy của người chỉ có thể thành lập trong cơ thể của người ninh lực lồng hậu, dùng để tiêu hao đối thủ càng cấp cung cấp. Khi ninh lực của đối thủ tiêu hao gần hết, thì người có thể ra tay lấy mạng của hắn. Nhưng, chiêu thức như vậy của người lại vô dụng với ta. Linh lực trong cơ thể của ta lồng hậu hơn người gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Nhiều tiêu hao người nhiều không qua ta. Nếu người muốn thắng ta, chỉ có thể sử dụng chiêu thức hùng phát cực cao, bùng phát cực cao. Như vậy có lẽ mới có một tia thắng. Trước khi chết còn muốn dạy dỗ ta. Bám. Giáp Văn Nhược chiêu này không tệ, giải phóng ra bóng đen trông nhỏ yếu. Trên thực tế, sau khi vỡ nát thay đổi môi trường chiến trường, làm lèn cho chiêu thức sau. Thu. Một chiêu này xuống, vực chủ não nhi này Yana sẽ bị đè thành thịt bầm rồi. Vực chủ não nhi, ta phải để cơ thể của ngươi, huyết thịt của ngươi, cho tộc người ta, cho mẫu thân của ta, cho cả võ giả nguyên dương vực mà ngươi đã tàn hại qua, đền tội. Giáp Văn Nhược lợi hại à? Lại tiêu diệt vực chủ não nhi này rồi. Nhưng mọi thứ có phải là hơi quá thuận lợi rồi không? Ngạc nhiên không? Sao có thể? Chiêu đó lúc nãy của ta rõ ràng là đã tan nát ngươi. Ngươi biết ta có sức mạnh Hàn Thiên Kim Phách, lại không biết Kim Thiền Lột Vỏ chiêu này. Không thể không nói đây là ngạo mạn trong lòng của ngươi. Tiếp theo, hấp thu linh lực trong cơ thể của người, đặc biệt là linh lực lớn mạnh trong cơ thể Tần Nam, ta có thể đạt đến thần quân cảnh tam kiếp đỉnh phong. Có thừa cách phá kiếp. Một khi ta phá kiếp thành công rồi, thì có thể bước vào cảnh giới kiếp thứ tư, tuổi thọ cộng thêm 400 năm. Đến lúc đó, ta có thể thân chinh thú vực, rửa mối nhục lúc xưa. Nghĩ năm ta thân chinh thú vực, công vào thú hoàng cung, gần như là chém thu đông hoàng đó, tranh đoạt vợ con hắn nạp vào hậu cung của ta. Nhưng thú đông hoàng này không tiếc dùng bí pháp thượng cổ, hy sinh 300 năm tuổi thọ, cưỡng chế đột phá kiếp thứ hai của thần quân, đến thần quân tam kiếp chi cảnh, liên kết với mấy cao thủ thuộc hạ đánh ta bị thương nặng. Vốn ta tưởng đời này không thể nào thân chinh thú vực nữa, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một người Tần Nam có thiên phú năng lực lớn mạnh. Này, ta chỉ cần mượn thánh thạch hấp thu thiên phú năng lực lớn mạnh trong cơ thể của người, có linh lực trong cơ thể của các võ giả khác, thì ta có thể đạt đến đỉnh phong của kiếp thứ ba, có tư cách phá vỡ thử nghiệm kiếp thứ ba. Chỉ cần ta thành công đột phá đến tăng cấp kiếp thứ tư, thì ta có thể tái thân chinh thú vực, để thú đông hoàng đó chết không có chỗ chôn. Tiếp theo, đoạt lại thú vực của hắn, chiếm thú đông hoàng hắn, chiếm thê thiếp và con gái của hắn. Người là chủ một vực, cả ngày không làm chuyện người làm, cứ muốn chiếm vợ con của người ta. Tiện hay không vậy? Tần Nam, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy, hôm nay ta sẽ hấp thu ngươi đầu tiên.
Bây giờ ngươi nên kinh ngạc là ai? Tấn Nam, không ngờ ngươi phế vật như vậy, ngay cả rượu độc cũng không phân biệt ra, còn nói gì mà liên thủ diệt định. Nhưng nếu ngươi bị đại trận này cầm chân, ngược lại cũng bớt phiền phức ta bắt ngươi. Chờ ta diệt bực chủ não nhi này mới giải quyết ngươi. Ta điều khiển vật chất màu đen này đã phong ấn kinh mạch ở trong cơ thể của ngươi, cho ngươi cũng không thể nào sử dụng được chiêu kim thiền thoát vỏ nữa. Này, ngươi không còn đường lui nữa. Thu. Lần này quả cầu đen lớn đó không thu nhỏ rõ rệt như lần trước nữa, và lại có dấu hiệu vùng vẫy. Xem ra vực chủ thật sự là bị trói trong đó rồi. Chết. Vực chủ não nhì, mùi vị xương gãy từng khúc không dễ chịu không? Có dễ chịu không? Sau khi xương gãy đứt, tiếp theo là ép nát nội tạng của người, ép ra huyết dịch trong cơ thể của người. Mẹ tộc người, con làm được rồi. Hôm nay đại thù của các người được báo rồi. Sao lại vậy? Khí thế này tại sao lại mạnh như vậy? Ta sớm đã nói qua, thần quân chi cảnh mỗi đột phá một kiếp, thực lực sẽ tăng gấp 1 đến 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Ngươi vừa vào thần quân cảnh, làm sao sánh với thần quân tam kiếp ta chứ? Cho dù là 100 tên như ngươi cũng không thể nào thắng ta, đây chính là thực lực áp đảo tuyệt đối. Xin tha đi. Cho dù là vậy, ta cũng không thể nào để ngươi sống tốt. Buông tay, ngươi muốn làm gì? Tự lỗ của thần quân cảnh, chắc là ngươi không chịu lỗ nhỉ? Cút ra cho ta. Hừm, sự tồn tại rác rưởi, vốn không thể nhận rõ khoảng cách thực lực, tự lỗ sao có thể đả thương được ta chứ? Lỗ mạnh như vậy, vực chủ đã bị thương nhẹ và lại còn dư sức chế ngự uy lực lỗ của giáp văn nhược, khiến cho vụ lỗ này chỉ lan đến phạm vi một trượng xung quanh vực chủ. Xem ra thần quân cảnh tầng thứ 3 khoảng cách thực lực với vừa vào thần quân cảnh là một trời một vực. Tần Nam, cảm nhận được khoảng cách thực lực chưa? Cảm nhận được tuyệt vọng hay chưa? Ngươi bây giờ chính là cá nằm trên thớt, dê chờ làm thịt. Vực chủ đại nhân, người đây nào muốn làm gì? Tại sao phải hạ độc trong rượu của bọn ta? Tại sao phải dùng trận pháp trói chân bọn ta? Xin hãy cho bọn ta một lời giải thích hợp lý, nếu không bọn ta sẽ lập tức hợp toàn bộ thế lực trinh phạt người. Người xem, trải qua một tiếng nổ của giáp văn nhượng, toàn bộ võ giả đều tỉnh rồi. Hắn là nhìn rõ bộ mặt độc ác của ngươi rồi, lần này ngươi phải xử lý thế nào? Các ngươi đều là kiến trên thế gian, bị trói trong trận này, là sống hay là chết, đầu nào mình to quyết định. Mà các ngươi cho dù chết rồi, trở thành dưỡng chất của ta, người thế gian này cũng chỉ cho rằng các ngươi làm việc ở trong tay ta vô cùng quang vinh, sẽ không truy hỏi nữa. Đây là kết cuộc thấp kém nhất của các ngươi thân là kiến. Vực chủ não nhì, thì ra lúc trước võ giả tham gia đại hội vạn tông có thứ hạng đều bị ngươi hại rồi. Ngươi thật là ghê tởm, ta muốn diệt ngươi. Mấy thế lực bọn ta đều cống hiến vì sự lớn mạnh của cả Nguyên Dương vực, mà vực chủ lão nhì ngươi lại vì lợi ích của cá nhân giết hại những người võ giả gần như là đứng ở đỉnh cao của Nguyên Dương vực. Mắng đề mắng lớn hơn tiếng nữa cũng không thoát được kết cục, bị thánh thạch hấp thu linh lực trong cơ thể. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Ta muốn để cho các ngươi mở to mắt nhìn, một người nối tiếp một người bị hút sạch biến thành xác khô. Người đầu tiên sẽ bị hấp thụ chính là người Tần Nam.
Chỉ cần hấp thụ năng lực đặc biệt trong cơ thể của người thì ta có thể lập tức đạt đến trạng thái đỉnh phong của kiếp thứ ba. Mà các võ giả khác chẳng qua là điểm tâm mà thôi. Thôi được, nếu ngươi làm thật, vậy ta không giả nữa. Chuyện gì vậy? Chỗ chúng ta đều là võ giả chuẩn thân cảnh thập nhất nhị trùng, đều không thể nào vùng thoát khỏi trói buộc của đại trận này. Tần Nam này mới chuẩn thân cảnh bát trùng lại nhẹ nhàng giải trừ rồi. Không có lý, Tần Nam cho dù không trúng độc, chỉ dựa vào thực lực bắt trùng của hắn cũng không thể nào thoát ra được. Rượu độc và đại trận của ta không trói buộc được ngươi là ta đã xem thường ngươi rồi. Nhưng đừng cho rằng vùng thoát khỏi trói buộc này thì có thể chống lại ta. Đối với Giáp Văn Nhược mới vào thần quân cảnh, cho dù có 100 người như ngươi cũng không thể nào chiến thắng toàn lực bùng phát của ta. Ngươi quả thật là xem thường ta rồi. Ta cảm thấy ta có thể giết ngươi trong chốc nát. Thú vị, rất thú vị. Ta đường đường là vực chủ của Nguyên Dương Vực, lúc trẻ đã là người có thực lực đứng đầu cả Nguyên Dương Vực. Lúc trai tráng chỉ một mình thôi, gần như là chinh phục cả thú vực này, xém chút nữa là giết luôn cả thú đông hoàng của vụ thú vực. Cho dù ta bây giờ đến gần già, cũng vẫn là vực chủ Nguyên Dương Vực, khiến cho thú vực nghe đã sợ. Chỉ dựa vào ngươi, rác rưởi từ hạ giới đến cũng dám hống hách bảo giết ta trong phút chốc, thật là nực cười. Nếu không tin, ngươi có thể thử. Cũng tốt, vậy thì ta sẽ giết ngươi, cắt đứt ý niệm cầu sinh của võ giả khác để họ cảm nhận thử cái gọi là tuyệt vọng. Nguyên Dương khai thiên trảm. Phần thiên chi thần, trợ ta vô tận huyết khí. Phần thiên chi lực, cho ngươi điều dùng. Tu na chi thần, trợ ta vô biên sát ý. Tu na chi lực để ngươi điều dùng. Ngũ hành chi thần, trợ ta vô tận linh lực. Ngũ hành chi lực để ngươi điều dùng. Cộng thêm sức mạnh ở trong viên thánh thạch đó. Phần thiên hoàng trảm. Không, không thể nào. Khí thế như vậy lại có thực lực tương đương với thần quân cảnh kiếp thứ ba của ta. Không phải chứ, vực chủ bị giết trong một chiều. Tần Nam này là quái vật gì vậy? Không đúng, đó là phân thân của vực chủ lão nhì. Chân thân của hắn ở sau lưng của Tần Nam. Người phạm sai lầm y như Giác Văn Nhược đó, đó chính là ngạo mạn. Thực lực của ta không cần nghi ngờ. Ngươi ở trong mắt của ta đã là một thi thể lạnh băng rồi. Vực chủ lão nhi, chẳng lẽ ngươi tưởng ta không nhìn ra đó là phân thân của ngươi sao? Thứ ta chém chính là phân thân của ngươi. Cái gì? Ngươi còn xem thường tốc độ xuất kiếm của ta? Không, tuyệt không thể nào. Ta đường đường là vực chủ, tỷ vạn người quỳ bái, sao có thể bại trong tay ngươi? Vực chủ lão nhì, chết rồi. Thắng rồi. Tần Nam này lại đáng sợ như vậy. Vực chủ đã chết, Tần Nam này
chính là người đứng đầu của Nguyên Dương Vực. Tần Nam lúc này giống như là chân thần. Vực chủ lão như chết, không còn ai có thể ngăn cản ta sửa lại giới cầu niên thông thiên diễn đại lục nữa rồi. Cha, lão tổ, Nhược Vân, Đan tổ, Quỳnh Nguyễn, mọi người ở thiên diễn đại lục cuối cùng cũng có thể gặp nhau rồi. Tần Nam, xin hãy tiếp nhận vị trí của vực chủ. Ta từ chối. Đây là vì sao? Vực chủ cũ đã chết, là người giết vực chủ, cậu theo lý lên kế nhiệm. Đúng vậy, nếu Nguyên Dương vực này không có vực chủ, đây sớm muộn sẽ bị vực khác thống nhất. Ta đã quyết, các ngươi không cần phải khuyên nữa. Nếu vực chủ đã chết rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ ta phải làm chính là liên thông giới cầu. Làm gì có công phu đảm nhiệm vực chủ. Nói ra thì vực chủ vừa lấy được một viên thánh thạch mới. Ta chắc chắn có thể hấp thu năng lượng bên trong của nó nhỉ. Kỳ lạ, lúc trước khi hấp thu năng lượng của thánh thạch không có hiện tượng như vậy, tại sao lại rung động lợi hại như vậy? Đó là gì? Đây, lại là ma khuyển của ma vực. Từ khí tức xem ra, gần thần quân cảnh. Đồ quỷ của ma vực, sao lại giấu trong thánh thạch? Vực chủ rốt cuộc nào muốn làm gì? Chả trách không cảm nhận được năng lượng ở trong thánh thạch. Thì ra thánh thạch này đã qua xử lý đặc biệt, giấu tà ma khuyển. Cứu mạng! Ây, đừng cắn ta! Mau! Mấy thứ chó này thực lực rất mạnh, mọi người mau hợp lực phản công, diệt chúng! Cảm ơn đại ca ca! Chuyện gì vậy? Tần Nam, bây giờ cậu rất nguy hiểm. Lúc đối chiến với vực chủ, thân thể của cậu vốn đã sử dụng sức mạnh không thuộc cảnh giới bây giờ của cậu. Nếu bây giờ tiếp tục duy trì, cơ thể của cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi sức mạnh như vậy, mà lỗ mà chết. Ây, lại bắt đầu rồi, cảnh cáo bùng nổ mà chết. Tuy ta không đảm nhận vực chủ, nhưng nhìn thấy mấy thứ chó ma vực đến cắn bừa, ta rất không thoải mái. Trước khi chưa diệt ba con chó này, ta chưa thể ngã xuống được. Diệt! Đồ chó! Là ai cho ngươi lá gan đó, dám cắn Nguyên Dương Vực? Diệt cho ta! Xong rồi! Tần Nam, vực chủ, người không sao chứ? Đại ca ca! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, hôn mê 3 ngày, mấy võ giả đó ở ngoài phòng chờ 3 ngày rồi. Xì, mấy võ giả này, trong trường ta cũng vô dụng, dù sao ta cũng không làm vực chủ. Cậu hiểu bao nhiêu về ma vực và tà ma? Một chút. Thần giới, tổng cộng chia làm cửu vực thập địa, 9 giới vực, cộng thêm một thượng dương thánh địa. Tộc tà ma này độc chiếm tam vực, chia làm ma huyên vực, ma minh vực, ma thần vực, xưng là ma vực. Mục đích của họ rất đơn giản, chiếm lĩnh các vực khác, quét trương thế lực của mình, cuối cùng thống nhất thần giới. Hôm nay, 5 con ma khuyển này đã tiếp cận thần quân cảnh, thiết nghĩ thực lực của tộc tà ma đó chắc chắn là thêm kinh người. Nếu thực lực của họ lớn mạnh, làm sao mới chiếm được tam vực? Tộc tà ma quả thật lớn mạnh, nhưng năm vực còn lại niêm hợp lên cũng có thể đối phó lại với cả cũng có thể đối kháng với cả ma vực. Nhưng ngươi cũng biết, giữa 6 vực này
không hòa bình như trên bề mặt thấy, mà công phạt lẫn nhau, luôn đấu tâm kế. Lấy Nguyên Dương vực mà nói, thời kỳ đang thời thiên, đang thời niên trắng, đã vì nhìn chúng thê nữ của thú Đông Hoàng mà thân chinh thú vực, từ đó Nguyên Dương vực và thú vực đã trở thành kẻ địch. Mấy năm nay đã xảy ra không ít ma sát. Vực chủ lão nhí này nhục diệt mẹ của Giáp Văn Nhược không nói, còn nhìn chúng thê nữ của người khác, còn có hậu cung, thật là cầm thú. Bọn ma vực ở trong, bọn ma thần ở trong ma vực đó, thật ra sớm đã rõ mạng của vực chủ không đâu. Cộng thêm sự vực dậy của cậu, họ đã đoán được vực chủ sắp chết, cho nên ở trong thánh thành sắp xếp 5 con tà ma khuyển. Nếu không phải là cậu thực lực kinh người, 5 con tà ma khuyển đó hôm nay đủ để đồ sát ít cao thủ của Nguyên Dương vực, xé lát đại trận giới vực. Tiếp theo đại quân ma vực áp cảnh. Nay vực chủ ngươi đã diệt rồi, Nguyên Dương vực này bớt một cao thủ cấp cao ngồi trận. Cậu đoán thú vực và ma vực đó tiếp theo sẽ làm gì? Nghe cô nói như vậy, họ sẽ đánh qua. Vực chủ vốn chính là người bảo vệ đất một vực, cậu diệt vực chủ rồi, Nguyên Dương vực này như quần nong vô thủ, sớm muộn sẽ bị tộc tà ma lút mất. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, trong Nguyên Dương vực đầu nào đất chết. Cậu có năng lực này thì có trách nhiệm này, tại sao phải trốn tránh? Ta muốn liên thông giới cậu. Bạn bà người yêu của ta còn ở Thiên Diễn Đại Lục, chờ ta làm xong chuyện này mới suy nghĩ có làm vực chủ hay không. Giờ thì cô hiểu chưa? Vực chủ dùng 500 đại lục hạ giới đổi thánh thạch, trong đó có Thiên Diễn Đại Lục, chẳng lẽ cậu không rõ hay sao? Vậy thì sao? Ta từ Nguyên Dương vực vào cửa thân giới, sửa lại giới cấu liên thông Thiên Diễn Đại Lục. Như vậy thì ta có thể gặp được bạn bè người và người yêu. Xem ra cậu đối với chuyện của thân giới thật là không hiểu. Cửa thần giới không chỉ tồn tại ở Nguyên Dương vực, vực chủ đem Thiên Diễn Đại Lục này bán cho ma vực, vậy thì cậu không chỉ có thể thông qua cửa thần giới của ma vực để giới cầu liên thông Thiên Diễn Đại Lục. Cái gì? Cô nói lại lần nữa. Cậu chỉ có đến ma vực qua cửa thần giới của ma vực mới có thể đến Thiên Diễn Đại Lục, hoặc là sau khi 500 đại lục hạ giới đó bị bán đến ma vực, giới cầu đã bị ma tộc tu sửa. Người thân bạn bè của cậu phát hiện con đường tấn thăng đã thông, lòng đầy hy vọng lên thần giới, mong có thể gặp cậu, nhưng lại phát hiện ra tấn thăng vào ma vực bị tà ma một tộc. Được rồi, đừng nói nữa. Chỉ dựa vào sức của mình cậu rất khó chống lại cả ma vực, nếu cộng thêm sức mạnh của Nguyên Dương vực không phải là không có hy vọng. Ta biết rồi, ta nhận vị trí vực chủ. Lợi dụng sức mạnh của cả Nguyên Dương vực này, ta phải giết vào ma vực, đoạt lại Thiên Diễn Đại Lục, thánh thành tháp nhọn. Bắt đầu từ hôm nay, tân vực chủ của Nguyên Dương vực chúng ta chính là Tần Nam. Tham kiến vực chủ. Chúc mừng vực chủ. Sức mạnh này là thứ gì? Trở thành vực chủ, có thể nhận được sự bảo vệ của các thượng cổ chân thần của thần giới, có được sức mạnh thiên đạo. Sức mạnh thiên đạo? Hình như có phần giống với thần dương liệt nhật của ta. Sức mạnh này khiến ta liên tục đột phá cảnh giới, từ chuẩn thần cảnh bát trùng, đột phá đến chuẩn thần cảnh thập nhị trùng, đến thẳng thần quân cảnh. Lúc trước ở thực lực chuẩn thần cảnh bát trùng, điều khiển sức mạnh tu na, phần thiên, ngũ hành tam thần vẫn rất khó khăn, bất cứ khi nào cũng có thể lỗ chết. Nay đến thập nhị trùng, nhất định có thể giảm bớt đi sự nguy hiểm, điều khiển sức mạnh tam thần sẽ dễ hơn. Chúc mừng vực chủ, không chỉ có vị trí vực chủ, càng có sức mạnh vực chủ. Như vậy xem ra,
kế nhiệm vực chủ là lựa chọn chính xác. Giáp Văn Nhược lúc trước đảm nhiệm cận vệ vực chủ đã chết, nay vị trí cận vệ đang thiếu, vực chủ có người nào thích hợp hay không? Cận vệ của vực chủ dưới một người trên vạn người, người đảm nhiệm vị trí này ta phải nghĩ cho kỹ. Mạc Dạ Vũ và Ngân Nạc cần quản lý ám mang thần cùng, và lại thực lực của bọn họ cũng là khá thấp, không thích hợp để đảm nhiệm. Giật Tiên cô nương, cô muốn đảm nhiệm cận vệ hay không? Vực chủ chẳng lẽ quên rồi, ta cần phụ trách luyện chế đan dược của vực chủ dùng, không rút được. Ngoài ra thực lực của ta chỉ có tuần thần, chuẩn thân cảnh thập trùng, không thích hợp đảm nhiệm vị trí cận vệ. Si, Tiêu Tịnh lúc trước đó một quyền đánh chết cự xa chuẩn thân cảnh bát trùng, thực lực tuyệt đối là không thấp. Nếu để cô ta đảm nhiệm cận vệ chắc là không sai. Chẳng qua thân hình của cô ấy có hơi cay mắt, không thể nhìn người qua tướng mạo. Ta quyết định để cô ấy đảm nhiệm cận vệ vực chủ. Ta có một người thích hợp, cô đi thông báo cô ấy đi. Dạ. Uầy, cô gái này đẹp thật. Ánh mắt của vực chủ quả nhiên là đặc biệt. Vực chủ quả nhiên lợi hại. Si, không đúng lắm, đây là Tiêu Tịnh sao? Cô không tìm lầm người đấy chứ? Theo lời dặn của người, chúng tôi đến thần tường, các thánh thành, tìm được vị cô nương tên là Tiêu Tịnh này tuyệt đối không sai. Tân vực chủ là Tần Công Tử. Tần Công Tử, lâu quá không gặp. Tiêu Tịnh, quả thật là cô, biến hóa của cô thật sự là quá lớn. Thân hình của tôi có thể căn cứ trường hợp khác nhau xảy ra biến hóa. Bây vực chủ tự nhiên phải là dùng tư thái này ngày thường. Vậy tư thái của cô ở Độc Long Điện là? Lúc ở Độc Long Điện là tư thái chiến đấu giống như vậy. Ngoài cơ bắp này nhìn thôi đã rất lớn mạnh. Ánh mắt của vực chủ quả nhiên là độc. Cô gái này làm cận vệ cho vực chủ thật không gì hợp bằng. Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay cô chính là cận vệ của ta, cùng ta chiến đấu. Cô bằng lòng hay không? Bằng lòng, đương nhiên là bằng lòng. Ta sớm đã muốn ở cùng Tần Công Tử lâu rồi. Chúc mừng vực chủ đại nhân, thu hoạch một viên mãnh tướng. Vực chủ đại nhân, không biết bảo khố và hậu cung 3000 của vực chủ đời trước phải xử lý thế nào? Hậu cung 3000 ta không cần, giải tán đi. Còn về bảo khố vực chủ đó, dẫn ta đi xem thử trước. Không ngờ vực chủ não như này còn có bảo khố riêng. Phát tài rồi, phát tài rồi. Lưng núi Thánh Thành. Vực chủ cũ chết, cấm chế của cửa đông này sẽ biến mất. Cha vực chủ mới thiết lập cấm chế mới. Hiểu rồi. Ý là vực chủ nhiệm kỳ trước đã chết, thì khóa cửa đông này cũng biến mất đi. Bây giờ cần nên một khóa mới. Được rồi, ta đã dùng tinh thần lực đã lập cấm chế ở trên cửa đồng. Vực chủ đại nhân lợi hại thật. Chúng ta vào đi. Nhiều bảo vật như vậy, vực chủ não nhi này không những háo sắc còn cả ham tài. Vực chủ đời trước từ thú vực đoạt được không ít báu vật. Ngoài ra thế lực lớn nhỏ ở trong Nguyên Dương Vực mỗi năm cũng phải cống một ít. Chả trách thế lực của Nguyên Dương Vực nhỏ bé, thì ra toàn là bị vực chủ não nhi này hút máu. Đáng hận. Khí tức này là thứ gì tán ra? Linh khí mãnh liệt như vậy, đây có lẽ là đồ tốt. Thì ra là vậy. Cuốn Hoang Thiên Tạo Cổ Kinh, Tạo Hóa Cổ Kinh này là sản vật đời thượng cổ qua thần dương liệt nhận của ta hấp thụ, đã hoàn toàn nắm được. Hiệu quả của cuốn cổ kinh này là tạo lại kinh mạch trong cơ thể của võ giả, tẩy luyện tạo hóa, để võ giả được cường hóa thiên phú, tăng cường tốc độ tu luyện, nâng cao thực lực cảnh giới nhanh hơn, hiệu quả lớn mạnh hơn.
chẳng qua đối với loại người thiên phú cực mạnh như ta mà nói thì không có tác dụng gì. Đem in cuốn cổ kinh này ra, phát cho toàn bộ tông môn thế lực lớn nhỏ trong Nguyên Dương vực. Phải mỗi người một cuốn. Cổ kinh quan trọng như vậy, vực chủ không giữ lại dùng sao? Nếu vực chủ đời trước đem cổ kinh này tuyên bố với người đời, thì thực lực tổng thể của Nguyên Dương vực này sẽ không yếu như bây giờ. Nay thế lực ma vực bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công Nguyên Dương vực, địch ở trước mắt, cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực võ giả ở trong Nguyên Dương vực. Lúc này sao ta có thể giấu cổ kinh này chứ? Vực chủ đại nhân không ngưỡng đem tài vụ ở trong bảo khố này chia cho võ giả ở trong Nguyên Dương vực, còn đem cổ kinh quan trọng như vậy in phát xuống, người quả thật là một vị hiền chủ. Dù giật tiền nhất định là cúc cung tận tụy, hỗ trợ vực chủ đại nhân quản lý tốt Nguyên Dương vực. Rất tốt, có câu này của cô thì ta yên tâm rồi. Tiếp theo tiếp tục nhìn vào trong. Chỗ này lại có một trận pháp nhỏ. Phương thức khắc họa trận pháp này gần giống với pháp thuật phù văn. Với mức độ nắm rõ pháp thuật phù văn ngũ phẩm của ta, phá giải trận pháp này vẫn là rất nhẹ nhàng. Giải. Tốt cho một vực chủ não nhì, bảo khố tư nhân như vậy, lúc trước cũng chỉ có mình hắn có thể vào, lại còn dùng trận pháp lập một cửa ngầm. Thật không biết là phòng ai, chẳng lẽ là vì phòng mình hắn? Đương nhiên là vì phòng vực chủ đại nhân đương nhiệm người rồi. Ta là để bảo vật nắt trong cửa ngầm, cũng không chịu để người khác lấy được. Đây chẳng phải là chuyện vực chủ của đời trước mới làm hay sao? Có đạo lý. Cô lý giải rất là thông suốt. Chỗ này giao cho ngươi rồi. Nếu công không được Nguyên Dương vực này, mang đầu đến gặp. Chấn hồn định tâm bổng. Bảo vật này tôi gặp qua. Đây là lúc Thượng Dương Thánh Địa vực chủ đại chiến, phần thưởng vực chủ đạt được. Ồ, Thượng Dương Thánh Địa là nơi nào? Đại chiến vực chủ lại là ý gì? Thượng Dương Thánh Vật là nơi thứ 10 ở trong cửu vực thập địa thần giới. Nó tồn tại độc lập ở cửu vực, không tham dự chiến tranh cửu vực. Đồng thời ở trong thánh địa có chí cao thần tọa chấn, có thể thống lĩnh cửu vực. Nghe nói thần giới vốn có hơn 2 vạn giới vực, nhưng lại vì chúng thần đại chiến, sức mạnh lớn khiến cho thần giới sụp đổ. Hơn vạn giới vực này nay chỉ còn lại 10 cái. Thượng Dương Thánh Địa này trước khi chúng thần đại chiến, nơi tu luyện của chúng thần, trong đó tồn trữ lượng lớn thần lực, cho nên lúc thần giới sụp đổ mới không bị hủy, đồng thời lưu giữ đến nay. Thì ra nào vậy? Còn về đại chiến thần vực này là quy tắc chí cao thần của Thượng Dương Thánh Địa đỉnh ra. Cách ngàn năm cửu vực sẽ tiến hành vực chủ đại chiến một lần, để phân chi khí vận nhiều ít cho mỗi vực. Vực chủ xếp hạng gần trước, giới vực mà người đó thống lĩnh sẽ có thể có được vận khí lớn mạnh hơn. Có sự ảnh hưởng của vận khí lớn mạnh này, trong vực sẽ xuất hiện lượng lớn võ giả thiên tài hoặc lượng lớn thiên tài địa bảo, trực tiếp nâng cao thực lực tổng thể của vực này. Nói như vậy, đại chiến vực chủ lần trước nhất định là vực chủ ma vực lấy hạng nhất phải không? Cho nên hắn mới có thể công hạ 2 vực khác, độc chiếm 3 vực trong cửu vực. Đúng vậy, vực chủ nhiệm kỳ trước được hàng 7, cho nên mới khiến cho vận khí của Nguyên Dương vực không tốt, không xuất hiện được bao nhiêu võ giả lớn mạnh. Đại chiến vực chủ quan trọng như vậy, cho dù là vực chủ não nhi đó chỉ có hạng 7, nhưng phần thưởng cũng không hẳn là yếu nhỉ. Vậy thì để ta xem thử, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Vực chủ nhiệm kỳ trước hình như chính vì khiêng không nổi, lại không dùng được, cho nên mới bỏ phế ở đây.
Đời trước là đời trước, ta là ta. Ta không tin, ta không khiêng nổi. Không nhúc nhích. Chuyện là chí cao thượng, ở trong Thượng Dương Thánh Địa này, không thể nào đem một thanh sắt vụn, không được cho vực chủ lão nhi đó chứ. Phải rồi, sao ta lại quên mất Thần Dương Liệt Nhật rồi? Thế gian này không có thứ gì mà Tần Nam ta không hấp thu được. Thù. Vực chủ đại nhân quả nhiên là lợi hại, lại đem Chấn Hồn Định Tâm Bổng này hấp thu rồi. Bảo vật ngay cả vực chủ đời trước cũng không sử dụng được, lại bị vực chủ đại nhân hấp thu rồi. Trong không gian ý thức, Chấn Hồn Định Tâm Bổng này sau khi bị ta hấp thu, lại chấn nát linh lực vốn cuồng bạo ở trong cơ thể của ta xuống rồi. Nói như vậy, linh lực cuồng bạo trong cơ thể này một khi ổn định, ta không những không cần lo lắng lỗ chết, mà còn có thể yên ổn hấp thu linh lực cuồng bạo dư thừa, vững bước nâng cao thực lực của cảnh giới. Sau khi ta hấp thu Chấn Hồn Định Tâm Bổng, lòng có cảm ngộ, cần an tâm tu luyện một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian ta tu luyện, hai người tạm quản lý chuyện trong Nguyên Dương Vực. Được. Một tháng sau, ở phía trước chính là Nguyên Dương Vực, chinh phục nó là người có thể chứng minh bản thân mình, thực lực của người cao cường hơn cha người. Đương nhiên, hôm nay tiến công Nguyên Dương Vực chính là vì chứng tỏ quyết sách của người cha phế vật đó của ta sai lầm cỡ nào. Liên minh với một Nguyên Dương Vực nhỏ yếu như vậy, thật là sỉ nhục của linh thú vực ta. Nhưng nghe nói vực chủ Nguyên Dương Vực mất rồi, đổi thành một tên nhóc vừa vào thần quân làm vực chủ. Một giới vực nhỏ yếu như vậy còn chưa đáng để ta ra tay. Đây là đại tướng ảnh báo tộc của thú vực ta, thực lực thần quân cảnh đỉnh phong kiếp thứ nhất, với thực lực của hắn đủ để san bằng cả Nguyên Dương Vực. Mong làm trâu làm ngựa cho bệ hạ và Huyết Minh đại nhân, ta nhất định là san bằng Nguyên Dương Vực, để cho Nguyên Dương Vực trở thành bản đồ y chung của thú vực và ma vực. Có đại tướng như vậy, bá nghiệp của hai vực chúng ta có thể thành. Chuyện tiến công Vạn Yêu Vực còn cần ta đích thân giám sát, Nguyên Dương này giao cho các ngươi nha. Huyết Minh đại nhân yên tâm, giao cho bọn ta là được. Dạ. Nên. Hừm. Nhóc con quản lý Nguyên Dương Vực có thể chống qua trời dưới tay của Đồ Hãn, xem như là ta thua. Tinh Bích. Tinh Bích đã vỡ, theo ta xông vào. Võ giả ai diệt nhiều thì chiến công của ai cao. Kiến công lập nghiệp vào lúc này. Xông lên vì chiến công. Nguyên Dương Vực Thánh Thành. Đây là trời lũng rồi sao? Trời sinh dị tượng tất có tai đại tai. Chúng ta có vực chủ bảo vệ sợ gì? Nghe nói vực chủ đã tu luyện ở tháp nhọn một tháng rồi, có thể đột phá cảnh giới hay không còn chưa chắc, làm gì có thời gian rảnh để quan tâm chúng ta. Có một luồng sức mạnh lớn mạnh đang đến rồi. Ta cũng cảm nhận ra rồi, luồng sức mạnh này trên cả hai chúng ta, thậm chí gần vực chủ đại nhân. Cô tiếp tục bảo vệ vực chủ đại nhân, ta sẽ đi thử luồng sức mạnh này. Đây là Hỗn Thiên Đan, có thể nâng cao cường độ linh lực trong thời gian ngắn, đồng thời hồi phục thương thế. Cảm ơn, giao cho tôi. Yên tâm đi. Vực chủ đại nhân, người nhất định là phải bình an đột phá cảnh giới. Cái bóng đen đó là người hay sao? Hình như là vậy. Trong thành giao cho người, trên cái tháp đó giao cho ta.
vãi, giống tuyệt thế hào kiếm vậy. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng gân cốt rồi. Có biết chỗ này là Nguyên Dương Thánh Thành hay không? Không cho kẻ xâm phạm. Các ngươi là thứ gì? Bọn kiến ồn ào. Thực lực gần thần quân cảnh. Không tệ, không tệ. Cảnh giới của người này quả thật là trên ta. Nhưng đối phó ngươi, ta vốn không cần vũ khí. Ta chơi lực đạo đơn thuần với ngươi. Một con kiến, ngay cả thần quân cảnh cũng chưa đến, lại bùng phát ra tốc độ như vậy. Thú vị. Xem ra ta phải làm thật rồi. Nào. Trước khi tiêu diệt ngươi, ta khuyên ngươi một câu, kiếp sau đầu thai đừng đến Nguyên Dương vực. Hủy diệt đi. Đây là tiếng gì? Kiếp thứ nhất của thần quân cảnh cũng chỉ có vậy. Vực chủ đại nhân, Nguyên Dương vực bị ngoại địch xâm nhập vô cùng khẩn cấp. Đi cùng ta. Dám xâm nhập Nguyên Dương vực ta, nhất định là phải khiến họ trả giá. Còn không khác mấy so với người đàn bà trước mặt này, đột phá thiên kiếp, hình như đã có sức mạnh đối kháng với ta rồi. Nghĩ đến trong Nguyên Dương vực này, trừ vực chủ đã chết ra, còn có người có thể bước chân vào thần quân cảnh trên kiếp. Nhưng như vậy thì hành trình máu me của Nguyên Dương vực này sẽ càng thú vị hơn. Báo tên lên, lát nữa nếu giết người cũng không thể nào ở chỗ của ta trở thành quỷ không tên. Vực chủ Nguyên Dương, Tần Nam. Con kiến vừa bước vào thần quân cảnh kiếp 1, nếu lúc nãy vừa tự xưng là vực chủ, thật là vô cùng nực cười. Xem ra Nguyên Dương vực này hết thuốc chữa rồi. Nếu như vậy, hôm nay để vạn thú vực bọn ta cứu các người. Nào, để chúng ta cùng chơi một trò chơi, xem thử cậu có thể cứu người dưới đao của ta hay không. Bắt đầu. Tốc độ của người này sao có thể nhanh như vậy? Ta ngay cả nhìn cũng chưa nhìn rõ. Về nói với chủ của người, không chờ các ngươi đến, sau Tần Nam ta sẽ tự đến cửa. Quá, quá đáng sợ. Trong Nguyên Dương vực này lại có người đáng sợ như vậy. Ta phải mau chóng báo cáo với vực chủ, sớm tiêu diệt người này. Nếu để hắn trưởng thành lên, sẽ là một sự tồn tại đáng sợ. Tiêu Tịnh, cô không sao chứ? Không sao, xin vực chủ đại nhân yên tâm, ta còn có thể chiến đấu cùng người. Giật Tiền, dẫn Tiêu Tịnh về dưỡng thương đi. Ma tộc còn lại ta sẽ đích thân xử lý. Vực chủ đại nhân yên tâm. Một thế lực lớn như vậy, không ai có thể chiến với ta sao?
Từ sau khi có Hoàng Thiên Tạo Hóa Cổ Kinh, vực chủ phân phát cho, thực lực của cả Ám Mang Thần Cung đều tăng lên. Cung chủ thậm chí chỉ tốn thời gian một tháng đã đột phá đến bán thần cảnh bắt trung cảnh giới. Trương Não cũng đột phá đến thất trung, đây đã là kỳ tích rồi. Không ngờ vẫn không thể nào đối kháng với người của thú vực thập trung này. Người của thú vực này vô cùng lớn mạnh, chúng ta vốn không thể nào đối kháng. Ngân Nạc kiên trì một chút, Tần Nam nhất định là sẽ đến cứu chúng ta. Bất luận thế nào cũng phải kiên trì. Nào tiếp đi. Hôm nay chỉ cần có Mạc Dạ Vũ ta ở đây, Ám Mang Thần Cung không thể nào bị hủy diệt. Được, có khí thế. Vậy thì chịu hàn đi. Ngươi là ai, dám ngăn? Tần Nam, huynh cuối cùng cũng đến rồi. Ta tưởng ta sắp tiêu rồi chứ. Không sao nữa, ta đến rồi. Tần Nam, đa tạ huynh có thể đến. Lần này ngoại địch xâm nhập bất ngờ, để các ngươi chịu khổ rồi. Chờ sau khi ta tiêu diệt kẻ địch còn lại, sẽ bảo người chia một số đan dược cho các người trị thương. Cung tiễn vực chủ đại nhân. Quảng trường Tần Thiên Kiếm Minh. Ba tên phản đồ các người lại dẫn địch vào nhà. Lão Minh chủ người cũng đừng trách bọn ta, muốn trách thì đi trách Tần Nam đó đi. Nay hắn đã là vực chủ, ba bọn ta có sinh tử đại thù với hắn. Nếu không đưa ra lựa chọn, Tần Nam đó sao có thể bỏ qua cho bọn ta. Nói ra thì còn phải cảm ơn Tần Nam, nếu không phải là hắn, bọn ta cũng sẽ không nhận được sự ban thưởng của Ảnh Báo tộc. Nay thực lực của ba bọn ta, cho dù là lão minh chủ người cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Xúc sinh, xúc sinh, ta tin vực chủ sẽ báo thù cho chúng ta. Vực chủ? Vực chủ cái khỉ gì? Cho dù Tần Nam đến, ba anh em bọn ta liên thủ cũng không cần phải sợ hắn. Được rồi, không nói nhảm nữa, lui cho ta. Hỗn xược, bảo vệ minh chủ. Tần Nam, đáng chết, ba người các ngươi vì bản thân lại để nhiều người như vậy chết cùng. Ngươi đến đúng lúc lắm, hôm nay để ngươi xem thử sức mạnh mới nhất của ba huynh đệ bọn ta. Xin tha đi. Sao có thể, chúng ta rõ ràng đã ăn đan dược của Ảnh Báo tộc, sao vẫn không phải đối thủ của người? Người, tại sao người lại mạnh như vậy? Diệt! Không, Tần Nam, người biết chỗ dựa của bọn ta là ai hay không? Nếu người dám giết bọn ta, Ảnh Báo tộc sẽ không bỏ qua cho người. Không sai, Tần Nam, người đừng tự tìm đường chết. Cho dù ngươi ở vực này rất mạnh, nhưng bỏ trong vực khác ngươi chỉ là rác rưởi, đừng tự tìm đường chết. Ồ, đây chính là chỗ dựa của các ngươi. Đúng vậy. Báo ra, ba người bọn ta không có công nào cũng có khổ nào, ngươi không thể nào thấy chết mà không cứu chứ. Sao lại vậy? Xem ra cũng chẳng ra sao. Khốn nạn. Sức mạnh này, chúng ta chết chắc rồi. Hủy diệt đi. Cho còn con. Sao, sao có thể? Hỏa pháp ta lấy làm kiêu ngạo, sao có thể biến mất ở trong chốc nát? Ngươi là ai? Nguyên Dương vực chủ Tần Nam. Tần Nam, không, vực chủ. Vực chủ đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Thì ra ngươi chính là Tần vực chủ, ngay cả thần quân cảnh cũng chưa đột phá. Tuy thực lực của ta có hạn chế, nhưng với thực lực bán thần cảnh thập trung của ta bây giờ đấu với ngươi, tuy không nói chắc chắn, nhưng cũng có 7-8 phần thắng. Chết đi. Cuồng vọng. Đây chính là thực lực của vực chủ đương nhiệm sao? Đáng sợ như vậy.
chạy được không? Không, Tần Nam bọn ta sai rồi, xin ngươi bỏ qua cho bọn ta. Sau này bọn ta sẽ không nghe theo ngươi, bọn ta sẽ nghe theo ngươi hết. Không cần. Vực chủ đại nhân, cảm ơn người báo thù cho kiếm minh ta. An táng người chết cho tốt, thù của thú vực ta nhất định là trả lại gấp trăm lần. Tần Thiên Kiếm Minh cùng sống chết với vực chủ. Người của thú vực xâm nhập còn lại 10 người, từng người một đi đánh bại phải tốn không ít thời gian. Nay ngoại địch đều bị ta tiêu diệt, hồ vực tinh bích của Nguyên Dương vực đã bị hỏng, có chống đỡ được kẻ địch các người biết cách sửa hay không? Vực chủ đại nhân, theo ta được biết, hồ vực tinh bích này có thể tự tu sửa, chẳng qua phải tốn thời gian mấy chục năm, thậm chí là trăm năm. Không được, không chờ tinh bích tu sửa, Nguyên Dương vực này Yena đã trở thành vực thứ tư ở trong tay của ma tộc rồi. Nếu có Thánh Linh Thạch, ta có thể đảm bảo tu sửa hộ vực tinh bích. Có Thánh Linh Thạch, cô khẳng định có thể sửa tinh bích. Không giấu gì vực chủ, Tiêu gia ta đời đời có chức trách sửa tinh bích. Chẳng qua ngàn vạn năm nay không có ngoại địch xâm chiếm, Tiêu gia ta cũng không có cơ hội để sửa tinh bích. Nay tinh bích bị hỏng, ta là mạch của Tiêu gia, có chức trách phải sửa chữa. Được, nhiệm vụ sửa tinh bích giao cho cô. Thánh Linh Thạch này ở đâu? Thánh Linh Thạch hình như chỉ có thú vực mới có. Theo như sách cổ truyền ghi lại, mỗi vực có thần giới đều có tinh bích hộ vực, nhưng năng lực sửa tinh bích và vật liệu sửa tinh bích lại không thể nào cùng xuất hiện ở trong cùng một vực. Đây cũng là thượng cổ thần tộc vì kiềm chế các tộc chế ngự lẫn nhau. Cách chúng ta gần nhất giới vực có Thánh Linh Thạch chỉ có thú vực. Như vậy rất tốt, thú vực này xâm chiếm Nguyên Dương vực của ta, thù này ta đang muốn đi báo. Vực chủ đại nhân phải chú ý, tinh bích hộ vực của mỗi vực này đều là vì giảm bớt đấu tranh giữa các vực mà thiết lập lên. Vực chủ đại nhân một khi xuyên thấu thú vực tinh bích, thực lực sẽ bị hạn chế, ít nhất là thấp hơn hai cảnh giới nhỏ. Thì ra còn có hạn chế này, thật là thần kỳ. Nhưng cũng không sao, cho dù thấp hơn hai cảnh giới nhỏ, ta vẫn có thể dạy dỗ bọn người của thú vực đó. Vực chủ đại nhân, khi nào xuất phát, ta đi cùng với người. Cô ở lại đây dưỡng thương cho ta, đến thú vực một mình ta đủ rồi. Nhưng ta là cận vệ của vực chủ đại nhân, cho dù là cận vệ cũng phải dưỡng xong cơ thể đúng không? Chờ cô dưỡng xong cơ thể, thực lực tiến bộ thêm, ta sẽ suy nghĩ dẫn cô đi thân chinh ma vực. Thân chinh? Được, ta nhất định là hồi phục thật tốt, tu luyện thật tốt, tranh thủ đột phá đến thần quân cảnh. Công chinh ma vực với vực chủ đại nhân, đánh đến nó phê luôn. Ngoài ra, ta muốn thành lập một tông môn, hội tụ võ giả có thiên phú nhất ở trong Nguyên Dương vực. Sau này, Nguyên Dương vực nếu có gặp phải xâm lược như vậy, cũng có thể ứng đối kịp thời. Còn về công pháp tu luyện của công môn, thì dùng Hoang Thiên Tạo Hóa Cổ Kinh lúc trước ta phát đi, hiệu quả của cuốn cổ kinh này không tệ, để mấy võ giả này đều tiến hành tu luyện. Vực chủ ngài yên tâm, chờ người về rồi nhất định có thể nhìn thấy một tông môn xây dựng hoàn chỉnh. Nhưng tông môn này phải đặt tên thế nào? Gọi là Phạt Thần Tông đi. Bệ hạ, uống ly này của ta. Bệ hạ, còn có ly này của ta nữa. Tội thần đáng chết, không thể nào công hạ Nguyên Dương vực, xin bộ hạ trách tội. Tân vực chủ của Nguyên Dương vực đó chỉ là một tên nhóc chưa vào thần quân cảnh. Người, một thần quân nhị kiếp, lại đánh không lại sao? Bẩm bệ hạ, lần năm này lúc ta công vào Nguyên Dương vực, đúng lúc đột phá thiên kiếp vào kiếp 1. Ta không đánh lại. Phế vật, cho dù tên nhóc này có kiếp 1, nhưng trong thần quân cảnh, mỗi lần một kiếp số cấp đều có thực lực gấp 19 lần, thậm chí là mấy chục lần lúc trước.
Ngươi nhị kiếp cũng đủ để diệt hắn một cách nhẹ nhàng, tại sao lại không làm được? Tần Nam này kỳ lạ lắm, một chiêu nào đánh bại ta. Hắn tuy chỉ có một kiếp, nhưng thực lực thật sự là gần với kiếp 3, thậm chí là kiếp 4 rồi. Phế vật, thật là lại mất mặt của thú vực ta. Người đâu? Lôi đồ hãn ra chém đi. Dạ. Bệ hạ, Tần Nam đó buông nờ đích thân công thú vực chúng ta, xin người hãy cho thần một cơ hội lấy công chuộc tội. Ảnh báo tộc ta có thượng cổ bí pháp, sau khi ta sử dụng, thực lực nhất định là tăng mạnh. Chỉ cần hắn dám đến, ta sẽ đánh bại hắn. Lại công hạ Nguyên Dương vực. Hừm, con kiến này lại dám buông lời công vào thú vực ta, thật là nực cười. Vậy thì ta cho ngươi một cơ hội này, chỉ cần hắn dám bước vào thú vực của ta lửa bước, thì ngươi giết hắn cho ta. Mới công vào Nguyên Dương vực, Dương Huy thú vực của ta. Dạ. Liễu Thần nuốt lời, mang đầu đến gặp.